Cảnh miền Tây đẹp quá. Thiền cái xài gì, xài gì trái ngắn ngủn hả? Cái xài gì Liễu? Hả? Cái xài này xài gì? Xài ba mũ à? Ba mũ là xài gì ta? Chua không cô? Chua gì lắm. Ủa sao mình nói miền Tây mình không biết xài ba mũ là xài gì ta? Đây em chèo một con. Ông trái hả? Ba mũ năm. Chèo à? Xài một năm. Vô hái đi Thanh. Có bà hái đi rồi hả? Cái để cho Thanh bẻ đi Liễu. Cái xài này cái xài em có bầu bì. Ừ, với giới không tốt em. Cũng giống cho xài cốc ha. Để Thanh bẻ thử có được không nha. Giống như cầm gỗ kìa. Thanh leo lên Thanh. Thôi, Thanh leo té. Con không có bầu rồi sợ gì, leo đi. Nó con sợ gãy cái cây. Nó đi con sợ gãy cây. Sợ gãy cây. Leo sợ gãy cây. Rồi nãy con nó còn có 5 kg mà gãy cây vậy. Sợ gãy cây. Ngồi chắc xài bự kìa. Rồi ít thôi. Xài bự rồi. Ăn không hết đâu. Ừ. Rồi được rồi, ăn vô Liễu ơi. Quá trời nó già. Xài này xài chua hay xài ngọt? Rửa rửa đi Liễu. Xài chua như đó là rồi là ê gan rồi. Chua hả? Chua là như thế ê gan. Biết rửa không? Bọn ngồi vô lấy cái gì ta? Ôi đúng rồi. Có trái chín cho đó nó thơm phức kìa. Này kêu xài gì con không hiểu luôn. Xài chua. Mà trái đó xài ba mùa. Nó rụng xuống. Xài ba mùa hả Liễu? Hả? Xài ba mùa hả? Xài chi á. Chị ơi nha. Thôi được rồi Liễu. Mà Thanh Thanh Thanh. Con thấy chị Liễu nhà giàu không? Gì cũng có đó thấy không? Thanh có tiền không mà đòi ăn xài dữ Thanh. Bánh kẹo đâu có xài đâu ăn. Ơ Kiều nha, xài xoài dữ lắm à. Bu Kiều lấy bao mà chở không mà chứ không có rồi. Bu Kiều xoài dữ lắm. Có xài ăn không? Thanh không có. Thái nha. Nhà con không có trồng cây nào luôn á. Thanh bứng cái xài này về cho anh chồng Thanh. Bứng cho anh chồng có ăn. Chồng con không trồng, nhà con không có trồng được đâu. Sao hả? Tại sao? Nhét đi ghe đó. Rồi, tức là để vô cái chậu. Không được. Mình không có đất hả con? Không có đất. Ừ, để vô cái chậu. Trời ơi, Liễu ơi, có bầu Liễu ơi. Thôi đi Liễu, vô Liễu ơi. Liễu. Thôi. Thôi, đừng có bẻ Liễu ơi. Hay nữa kìa. Cho nhóc kia về trái. Ờ cho nhóc kia. Chừng nào mới đi ở đây anh bẻ cho. Đừng có bẻ em bầu bì. Thì cái giới là không được. Hình như bầu không cho hái gì đó. Ở cái bầu đừng hái xoài. Thôi đừng hái xoài. Hôm nay nó hái suốt luôn mà. Thôi kêu nó thôi, dẹp đi. Tôi nhớ mày mày đúng phải không nữa. Nói chung là cứ tiệc đó hết đi. Cái này mấy bà già xưa mới biết mình không gặp đâu. Nhớ mày mày vậy đó. Chú đưa 1 triệu rồi bây giờ nhét vô cái gì kỹ kỹ. Ừ. Đưa, ừ bỏ vô đây. Xài sai trái quá. Chùm. Trời ơi. Để đi được đi, ai nhìn nó ai dám nhìn nó. Không ngồi ta ăn xài đây nó ngồi đó. Chưa ăn mà. Chơi gì lớn với Dũng. Ngồi đây mà đang xài mà nó ngồi đó rồi sao được. Vô cổng tỉ đi. Giờ là Dũng này chơi lớn dữ ta. Vô cổng tỉ đi. Giờ là sao nó sao. Đi vô trong ca bẻ đi. Nào Dũng này làm gì. Ờ người ta chơi miền Tây mà không cho. Vô trong nhà tắm bẻ đi. Ờ người ta cũng biết mà. Rồi Dũng mà ta nói Dũng là không có Thanh là Dũng hư. Tin mừng thiệt luôn hả. Bẻ đi. Tin mừng thiệt mà. Giống như lâu lắm rồi mới thấy cái cầu á Dũng. Kiểu như mình của hang nhớ ký ức xưa. Dũng của hang. Anh nói chứ anh vừa không thấy hả? Làm thiệt mà. Lấy cái bọc Dũng ơi. Đúng Dũng. Tôi dép đâu có hả? Tôi dép của đứa cháu. Trời ơi. Chơi con. Trời trái luôn. Cái gì cây xài đó qua hái nửa bao hả cô? Ừ. Trời ơi cây xài bị lớn dữ hả? Trời đất ơi. Cây xài rồi trái gì đó. Thanh, con thấy mía không? Chàng ơi hái nửa bao mà còn nhiêu trái đó hả? Đó mấy cái mía đó trời. Sai trái dữ sao? Ăn đúng mía giờ rồi cảnh ăn. Sao đốn được rồi đốn. Chút qua tao tôi đốn ta. Thiệt mà. Cô bây giờ bà thảo. Cô chừng vô nhà tắm đã mận lại luôn á. Dũng ơi Dũng. Ở trong đó không có đây, nhà cầu nha. Ủa ở nó đây nè ông ơi. Không có đi rồi. Cái nhà tắm chỉ tắm thôi. Kiếm bọc cho Dũng mày vậy. Liệu không cho hái nó nói té cái tay không đền đó. Nó nói cây giòn lắm. Thôi liệu. Lại liệu. Không mấy anh hái được. Mấy anh kia rồi. Ờ mấy anh hái được. Cái sợ Thanh leo. Thanh leo là ghé theo rồi đó. Ừ. Thanh leo lại luôn à. Liễu Lan Thanh không cho Thanh leo sợ té. Vậy là đúng. Muốn leo ơi, té ghé tay không lần đó. Vào trước. Chơi vào trước à. Vào trước đó. Ừ, vào trước đàng hoàng à. Đừng cho Thanh nó làm gì chân có gì mất công lu bu lắm nha. Mất quá lộn nhưng mà ăn chết à. Anh chết à. Thanh ơi, về theo tao lên đó nghe. Chạy sai rồi. Đâu xèo, đâu leo, để mấy anh kia hái, đâu cho nó hái đâu, dễ gì. Leo lên gãy cây xài người ta. Gãy cây xài luôn là mẹp mẹp cái đó luôn à. Đây mấy chú xuống. Rồi cho, không biết gọt không? Gọt không biết ăn ai ăn á. Rồi chấm chín luôn. Hai đứa sao mà. Xài chín luôn rồi. Hả? Ừ, xài chín luôn rồi. Ồ. Muối ớt đâu rồi? Nghe thè ta giấu thằng mình rồi. Em ta giấu thằng mình rồi. Xài chín luôn rồi. Thằng Liễu thiệt. Là
Hai gì dữa anh này rửa anh rửa rồi rửa rồi. Ăn này mấy anh em. Mấy dây tóc nhìn miệng đi. Mấy dây tóc nhìn miệng hả? Đó là gì mới đã đó. Đâu 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 đã đâu. Ăn đâu. Trời ơi. Không có nước uống luôn bây giờ. Không có ăn mà nhìn chảy nước miếng rồi đó. Muốn chuối con. Đây thằng Phật. Con chú con. Rồi cho con cả nước đi. Mẹ ơi chua. Chua thấy bà luôn không chua. Xài mà không chua rồi đâu ngon. Xài ngọt mà không ăn. Kìa có xài ngọt kìa, xài chín kìa. Ủa này nè, nó chín nó mướp rồi mà. Chua chết luôn á. Mà ăn. Chín ngồi đỏ. Chua. Gì chín mà chua hả kìa. Con Liễu đang chém ớt chín đất rồi nè anh em. Xài tóc hả? Hàng chi nãy nó giống xài tóc quá mà sao rồi. Mà chú nhà mới nói xài ba mùa rồi đó. Ba mùa. Rồi chú đây nè. Ngồi đây nè. Ăn thịt tôm lắm nha mọi. Sợ. Sợ gì? Chua. Ê, 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 Dũng rồi. Con Liễu rồi sao? Được không? Không được. Sao hả? Dũng mà mẹ không Dũng. Sao hả? Ăn thịt đó là bắt cóc mày ghệ mày đâu. Ôi. Thôi áo quá. Thôi bắt cóc đâu mọi ơi. Mà con sợ Liễu bắt Dũng không? Mẹ không Dũng. Hả? Thầy bắt cóc chi ạ? Nghe nói hết em ngồi được rồi. Dũng đứng dè dè lên luôn. Thầy bắt cóc đi lên luôn rồi. Dũng qua ngồi cái vợ đi. Rồi gần gần Liễu mắc công rồi Thanh có chuyện hả Thanh? Thì bắt cóc chi ạ. Chứ tại tôi không muốn nói chuyện. Tại sao? Có chuyện á. Tại sao? Nội có đâu, chị Liễu có bầu rồi, không có gì được đâu. Làm gì đâu. Trời ơi, có ghen nữa. Ghen gì chị kia xuống đó kìa. Đó, kia mà kia đó. Trời ơi. Hết biết không? Hết biết rồi, Thanh ơi. Sao không cho Dũng người kế nghe kia Liễu à? Nó nước này kìa. Không được. Sao lý do? Nó thèm, thèm được. Mà hiếm à. Mà kế, sợ Liễu có bầu hả? Liễu có bầu. Bây giờ có bầu rồi sợ gì nữa? Sợ gì nữa, sợ. Ừ, sợ gì nữa. Thèm bắt cóc chi ạ, nhớ bụng 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 á. Nhớ bụng bụng. Chùa hải xác xác rồi nè. Ê, mà nãy trên xe. Thấy chùa bụng ớt, chạy trong miếng mà trời. Cho chị Liễu cách thức là mẹ. Chỉ đi. Chỉ đó. Nãy giờ có chỉ đâu. Chút vô chổng đi. Bây giờ chỉ luôn nè, chứ hồi quên đó. Dũng mang đôi dép đẹp hết biết luôn mà trời. Cách truyền đạt sao? Ngồi chứ vô. Sao rồi Thanh xích qua chú Kha. Thanh cho con bú sao chỉ chị Liễu. Trời ơi nó gác tôi. Ngồi chứ vô quýnh là chết luôn đi trời. Chào. Ghẹo chồng luôn. Xuống đây ghét ăn hết vườn của ta luôn quá. Có mắm ruốc mới ngon. Xuống lần nào cũng quải chuối vậy chứ. Má tôi nhịn đó, tôi nhịn đó. Chú phải giống gì thơm cái xe thơm chứ. Chuối à. Đúng rồi đó, Liễu mới đúng rồi đó. Cà xé hồng luôn. Nghĩ ăn đi. Sao Liễu không ăn đi? Đây nè. Ăn đầy đồ chua hả? Tuy là gia như tuổi nhỏ hơn em nhưng mà là dạng như là đi trước nha. Làm mẹ từng có đứa con rồi mấy tuổi rồi? Tiện con có mấy tuổi? Con tiện với ai? Con mấy tuổi? Không biết luôn. Trời ơi. Con tiện á. Hay dữ ta, con mình mấy tuổi luôn. Không biết tuổi. Mấy tuổi? Bấm lên tiền hình mà. 6 tuổi rồi. Lên tiền hình hả? Chính xác không? 6 tuổi gì? 6 tuổi rồi. Học lớp mấy? 5 rồi. Trời ơi 6 tuổi. 5. Học giáo. Ừ đúng rồi. Học giáo mà. Học giáo. Ừ học giáo. Ủa con gì? Rồi sao lúc mà con của con mà mới sanh á là cách thức nuôi con như thế nào? Con không biết hả? Rồi sao nãy con xuống nói con chua con chỉ chị Liễu. Không biết thường nói luôn. Trời ơi thua rồi Thanh ơi. Sao? Hồi nãy biết giờ quên hả? Quên rồi. Quên đầu anh lui. Cài quá Liễu ơi. Chị. Ăn mày để cái bơi ăn mày. Hỏi chị Liễu rồi mấy tháng rồi. Quá. Hỏi chị Liễu Thanh. Ăn để tép bơ ăn mày. Tép bơ là gì? Tép bơ. Xé họng á. Để cho tép bơ ăn. Tép bơ hả? Không ăn để cho tép bơ ăn. Đưa mượn giờ anh chặt cây mía rồi. Cài muốn xé họng á. Rồi chú đầu. Cài ra mớ hả? Liễu ăn ớt nhiều quá cay quá. Quá. Liễu làm gì? Cay quá rồi. Này mà có mắm ruốc á. Thôi con. Ta bóp ruốc nè. Nãy giờ ta chảy nước miếng mà cứ giờ đòi mắm ruốc nữa mà. Có không? Có không có không kìa. Rồi chú Kha chặt mía nữa rồi. Ủa chú Kha biết gốc mía đó hả ta? Nói thì bán mía kia mà không biết gốc gì. Cái dao này khó gốc nè. Cay quá rồi. Cái dao này dao xài mà cái dao này nhỏ mới có miếng được. Quên đó. Để con đây ấy sao? Mấy này dạ, để cô. Nướng rồi. Cô. Bữa nay mấy anh em xuống Liễu và anh em. Rồi cô lấy gì Liễu? Lấy gì?
cho số khoai gốc mía. Trời quá trời ơi, chú Thắng ơi. Tép bờ phải không? Cho tép bờ gốc mía. Hết liễu ngồi đi, liễu. Liễu có bầu hạn chế đi liễu ơi. Liễu giỏi quá trời luôn. Giỏi lắm. Sạc tới ngày à. Làm đi tới ngày. Mẹ liễu kêu ai lấy dao nó đi liền phải không? Kêu người khác luôn mà đi á. Vọt cái sao ăn. Chua quá. Chua quá Thanh ơi. Ồ bỏ khúc rồi uống rồi. Dập. Thanh ăn mía không? Thanh ăn mía đưa nó nguyên cài mà nếu mà gốc ăn nguyên khúc đưa ăn cái biết ăn ta. Nguyên khúc xếp sầu xếp tọt xếp. Là cặp y gan bé. Gốc á. Gốc á chú cà. Gốc á. Thì gốc này để cái dao lớn của chú mới gốc được con. Gốc. Ủa cái mía đó cục đầu hay hả? Hay chặt hả? Đó. Cái gì? Cục đầu hay chặt hả? Chặt đó chứ. Mía đường, mía này mía đường. Cay không? Rồi cay ăn mía vô ngọt lại. Vậy mà hồi nãy nổ con xuống đây con chị Liễu làm mẹ đồ. Biết chứ, có con rành lắm mà con sanh con rồi mời có con để mẹ con nuôi không đó chú thấy không? Thức cho em bé bú. Chỉ đồ truyền đạt rồi ai giờ xuống đây không biết gì hết. Cay muốn chết tổng luôn. Hay là cay quá quên trơn rồi. Bây giờ con này. Dũng với em bé đi. Coi Dũng em bé đi. Dũng bán đi không được, nói vậy là không được à. Nói cái đó là cây là có một cái câu khác đưa vô là dự kỳ lắm mà. Không có quá cô. Không được rồi, được rồi. Dạ được rồi. Dao kìa. Có nhiều cô gom hết con đường luôn á. Đây chỉ cho ăn. Trời ơi, ở nhà tôi đặt cho con đâu về. Để con đem về. Thanh xin nhiệt tình dữ ha, xin xài xin mía ăn đẹp con về nhà. Nhiệt tình dữ. Đem về. Ngọt quá mà ơi. Mía ngọt hả? Mía đường mà. Nè, còn cây nè. Rồi để chú khai góc đi con. Để chú khai góc nè ăn. Không. Ăn lan thì bắt chú khai góc rồi trời. Để lát có gần ngồng xếp đi. Ơi, hôm đó chú Thắng, tôi chặt một cây mà tôi chặt ra con vòng tôi trồng không á. Dạ. Mà lúc cho mấy mang kia cho lúc mà mấy cây nè. Chặt cây nào một. Rồi đòi cái dao đó cổ cũng lấy dao kia cổ chặt hay gì được kìa. Ủa còn cái dao nữa hả? Ờ vô vậy lần Liễu lấy cái cô lấy cái hả? Bữa nay mấy anh em anh tép bơ xuống đây ăn hết đồ của Liễu luôn rồi tao ơi. Một hồi ăn cơm nữa kìa. Trời ơi. Trời. Có ai mời cơm đâu cô nương ơi. Lẹ. Không có mời. Không có mời. Không có mời. Nè ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Không biết đâu vậy. Đó đó. Gấp sợ chú Thắng không ăn kìa. Nè mấy anh em ăn mía đi. Mía chấm nước đã lắm á. Nè ăn ngon. Mía chấm nước là ngon lắm á. Đúng rồi. Mía chấm nước là đúng bài luôn. Ăn muốn ngủ hả? Thiệt bổ, anh ăn thử coi. Nhỏ tôi từng ăn mà. Dạ. Trời ơi, khá gốc hết mẹ cái mía luôn. Còn cái ruột. Ăn này nó tới mấy người kia là nó vừa chua chua, cay cay, ngọt ngọt nè. Chấm nước hành, đã lắm chứ, thiệt quá. Đúng rồi, ngon lắm, hồi xưa tôi có ăn mía chấm nước mà. Ăn ngủ quá ta. Nhường cho khách luôn hả? Dạ. Nói ra thì mẹ nhà mèo, hồi đó tôi trồng mà ổng. Buồn mẹ nó trồng gì, tốn lại mía, bắp bơ cơ đá rồi mì. Trời ơi, lúc con chồng là chú la ha. Ừ. Nhờ vậy mà có ăn. Quay lại anh Thắng hỏi coi. Từ đầu mấy đem xuống giờ đãi đủ thứ cho con nhóc buộc không? Thấy có ổn không? Dạ. Vui không? Còn khúc nào nữa không? Ăn chú vậy em dạ. Rồi mai mốt xuống bữa nào ăn chịu không? Cái miếng này quá to, ăn tàn sát luôn. Đó, coi có mấy cây đó nữa. Rồi được rồi, cứ quá, được chặt nữa cô. Cái dao nhỏ đâu ta? Nhân nhiệm. Nước ngoài nó xin mấy cây. Nước ngoài nó xin mấy cây nữa. Ăn đi Liễu. Đúng rồi. Ăn trong nhà thôi. Không có. Có bầu là mấy người lớn tuổi tao dặn cũng đúng rồi. Phải ăn mía nè. Ăn mía cho đúng rồi. Cho sập quá. Ăn nó vậy. Không nhưng mà em phải ăn thường xuyên. Đúng rồi. Mới gốc cây ăn nè. Ăn hồi nào? Ăn nữa đi. Với lại người ta kêu cho ăn trứng ngỗng gì nữa nè. Có đâu ăn trứng ngỗng. Có ăn trứng ngỗng chưa? Ăn cũng thường xuyên luôn. Hai trứng luôn. Hai trứng rồi. Nghe nói ăn mía là nữa con mình cái đầu không có cái trâu gì đó. Nghe nói vậy. Sạch, nghe nói ăn mía sạch gì đó. Cho tiền nó nữa đó. Coi người ta dặn cái gì nữa nè. Thấy người nhiều người nó bình luận. Mình nhắc, mình nhớ cái gì mình nhắc cái đấy. Nhắc cái gì ta, quên người ta. Ăn mía đi. Ăn rồi. Ăn đi. Để ăn mía đi em, tốt quá. Chắp xíu vô nhà. À, hôm nay có đi chắc cửa không? Có. Thiệt không? Ừ. Chúng chú con. Vừa khi mà được mấy lần rồi. Đi chích nè.
bỏ giờ uống thuốc à? Uống thuốc à, cho thông báo cho mấy người bỏ nó chích. Thông báo nó đi. Rồi nữa đau bụng có điện anh không? Chưa điện. Hả? Chưa bụng bự điện. Bụng bự điện. Biết ai không? Làm tướng á. Tướng điện hả? Ừ. Tướng điện con hả? Ừ. Thôi vậy, vậy chừng nào mà bụng bự là biết bụng em sắp sinh thôi, anh lấy cái phim anh dẹp luôn. Thôi kêu chú Kha xuống này ở, gần tay xanh kêu xuống này ở luôn. À, ra bụng là đi liền mới kịp. Cha nuôi mà, cha nuôi mà. Cha nuôi mới có trách nhiệm chứ, ờ còn cái vụ cái quần sao? Cho mượn quần ba bóp sữa. Chú bỏ cái quần lại á. Rồi bữa hổm hứa rồi mà chiến sao xuống người đuôi người ta mà mấy ông qua kẹo kia cờ chú Kha cờ cờ bữa hổm Kha hứa là chiến sao đi thì chiếc này nè chứ chiếc nào nữa cái quần nó ngăn lẻo cái quần làm cái gì quên rồi bóp sữa bóp có sữa bóp cho có sữa đúng ra đẻ mấy cái quần chưa đẻ mà em biết hổm hứa chiến sao bài bà nè bà có em bé nữa nha. À, lấy cái quần của chồng bà phải không? Bóp cho chú cho bà. Là có sữa. Đâu phải, cái này bà tầm bậy rồi. Trời ơi, tôi năm cái năm đứa con này là bà. Cô. Đúng rồi kêu bà. Cô là bà kêu cô đi, kêu bà cô. Cô bà nữa chứ. Cô bà tầm bậy rồi đó cô ơi cô. Sao bậy? Ta có kinh nghiệm, ta sinh năm đứa con. Năm này ai trời. Sao bây giờ kêu sao? Con nói cô quần con Dũng. Bóp vô. Nè, Đăng Thanh ta chỉ nè. Trời ơi, sữa tôi kêu bà. Trời ơi, má tôi dạy. Dạy lấy cái đồ mà vú. Mà vú gì? Cái đồ hút sữa vú phải không? Ừ. Ừ, sao? Lại bà làm gì đi? Sao? Là để hút ra phải không? Để vô đây bóp ra phải không? Không có, con không hiểu ý bà. Bà nói là cái biện pháp dân gian á, lấy cái quần của chồng, bóp cái vú. Ờ rồi sẽ sau đó nó sẽ có sữa, có nhiều sữa cho bú. Con sao? Con từng hút phải không? Con từ làm mẹ nè. Con hiểu dần không? Chứ bây giờ con nói là cô nói không đúng chứ con làm cách nào có sữa. Trời ơi, tôi đã ăn đứa con là xấu xả rồi. Tối là còn phải đụng áo nữa đó. Rồi rồi, cô chỉ lại cho Thanh đi. Hên, bà vậy. Chú bà cho bà nè, lấy cái quần. Đúng thôi nha. Bà đúng nha. Coi. Tôi năm hỏi nhỏ này coi. Quá độn qua. Cái áo chú Kha, hai cái mà. Sáng mà còn ướt. Rồi. Nữa đó. Cái áo chồng. Sao cô chỉ lại con, cô chỉ lại con. Áo của mình phải không? Bà biết không? Sữa, sữa nhiều. Bà nghĩ thôi. Bà coi bỏ lên, chứ sợ sữa nó nhiều quá. Chú Kha nó chảy xuống. Vú ơi, biết không? Bà lấy cái quần của bà, chồng bà bóp cái vú cho nó vì sao mà bà đẻ tôi cho bà con bà bú thoải mái luôn khỏi vậy là chiều lấy cái quần của Vũ ôm Dũng bà nhậu vậy nè sủa dữ lắm tôi là năm cái năm của con hình đó cái con đang nghĩ luôn ạ. Rồi bây giờ con Thanh là có cách khác nữa, Thanh chỉ lại chị Liễu con còn cách khác đâu nữa. Con chỉ lại chị Liễu coi cách nào Liễu cách của Thanh cách nào Thanh cách nào cách nào mà cho sữa nhiều con chị, nói con đó chị nè chị để cho cái ly nhỏ đó không cái ly mà uống nước á không bé đâu à cái ly mà lỡ cả cái ly mà uống có bầu mình đứng ngoài vậy bé cái ly mà uống nước em bé biết không rồi nặng chừng cái muỗng nhỏ gì nè nặng cái gì nặng cái muỗng nhỏ mình nặng cái gì nặng sữa hay gì nặng cái sữa à. Nặng cái sữa rồi sao là lấy cái muỗng nhỏ mình đổ ra từ miếng vậy đó rồi đúc rồi đúc mà nặng ở đâu nặng cái này cái đây nặng ở đâu ra có sữa ngay đây là ngay cái vú nè rồi sao rồi chú lấy cái muỗng múc canh mình đó rồi đổ đâu đổ vô cái ly nhỏ biết không rồi sao rồi đúc miệng em bé biết chưa đúc biết miệng em bé phải có cái giống vú chứ rồi sao em bé không uống mà mẹ uống được không mẹ em bé không uống thì mẹ uống luôn rồi lại mới làm sao mới có sữa đã là chỉ cho cái giai đoạn có sữa như thế nào mới có sữa chị lấy cái áo của ai của chồng phải không chồng chị á chồng đâu có đâu mọi ơi lại luôn à đúng rồi chồng không có cái gì đấy mượn ai chú Kha cho nó biết coi bà rồi sao vậy sao bà làm cho nó đi rồi không biết nói nó không biết thôi chị con nhỏ này hả
năm đứa con là tôi thiệt bà. Là sáng là hai cái áo đó hả? Ước thối xả luôn. Vậy là chiều nay đó. Cô kêu Thanh bà con đi, kêu con cháu đi. Kêu bạn con. Tao tuổi con cháu để kêu bạn. Nè. Biết sao chú Kha sáng là biết ổng hỏi cho, sao biết cho. Sáng là còn sữa không rồi. Đây tay không Thanh. Biết cho. Thanh nó chỉ lấy cái áo của chồng bà bóp cái sữa rồi sao đi liệu. Bà lấy chồng áo của chồng bà. Rồi sao? Chồng đâu coi chồng. Lại luôn. Ủa, liệu không có chồng rồi sao? Lấy áo đâu? Vô cái vú. Liệu không có cái chồng rồi lấy cái áo gì? Không. Lấy áo này. Lấy áo của bà này nè. Bà mẹ của Liễu. Được luôn. Trộn vô đây. Trộn đây rồi sao? Sao? Mà dắt cái áo không? Sao quên ta? Nặng chừng muỗng nhỏ gì nè. Đâu đâu đây, bây giờ chú lấy cái áo của chú nha, con thực hành luôn nha. Ừ, đây, cửa áo đây. Nè, giống như bây giờ cái áo này của bà đi. Của bà đi. Của mẹ liệu đâu? Người làm sao đâu? Không có thằng Thanh kìa. Con á, con bà đãi, bà đãi. Con chỉ có bà đãi. Tôi chỉ vô ông nghe, ông nghe thôi. Trời ơi, kỳ hả? À, chú Kha, chú Kha đi. Để chú Kha gì? Vậy phải không? Vậy để đây. Thì bóp vô đây. Bóp vô đó. Bóp mạnh không? Mạnh nhá. Mạnh sức luôn sao? Không. Từng chừng nốt một đặng ly cho, thôi. Đặng cho sữa thấm vô áo rồi dắt ra hay gì? Đây. Bóp nửa ly rồi. Trời ơi, dính xuống áo rồi dắt ra chắc nhỏ uống một luôn. Sao? Nè con làm đi. Nè con diễn tả thử coi. Không để trong con cái làm. Áo rồi á mình dắt từ miếng chừng nửa miếng dạ. Thôi. Miếng gì? Chừng nửa muỗng gì là. Nửa mà miếng gì? Giọt phải không? Chà giọt. Một giọt đi nè. Ừ, một giọt sao? Rồi cái để vô trong cái chai chai gì? Chai sữa em bé đó. Ừ. Rồi bà lấy cái muỗng nhỏ quậy lên. Quậy. Rồi cho nó uống. À. Rồi nó không uống rồi sao? Không uống mẹ uống luôn. Rồi lại vậy cũng được đó hả? Ừ. Nhưng mà con chỉ như vậy là không đúng rồi. Cách gì ngộ ta? Chỉ vậy cách nào mới được. Vì mà tắm vô cái áo vậy dắt ra biết như sữa cho đủ. Sao nè. Chứ giờ vậy. Vô đãi chỉnh. Nè. Làm nữa đây. Làm thực hành luôn đi. Để trên cái vú vậy nè. Rồi sao? Rồi sao? Đè dây nhấc ra chứ có đâu. Cho nó thấm vô cái áo hả? Ừ. Rồi mới dắt ra hả? Ừ. Chà, cái này đọc nghe. Không biết làm gì con đòi đó. Bây giờ ý của con là cái áo này phải không? Ừ. Rồi mới nặng vô cái áo này. Ừ. Cho nó thấm vô. Mới dắt ra. Dắt ra. Dắt cái áo này ra. Rồi dắt rồi để vô trong cái ly nhỏ. Để con. Chết đi. Để không biết hả? Không được. Không được, chị là quá sai rồi. Nặng nặng dạ. Nặng chắc cả 2 lít sữa mới thấm hết áo quá. Đừng nghe lời Thanh nghe Liễu. Chân một muỗng thôi hả? Hả? Không có được. Nếu mà cái chân một miếng thôi hả? Nếu mà cái áo mà dắt ra là đứa bé nó lớn lên là nó không biết nói chuyện luôn. Tụi nói rồi mấy người nó không biết câu vậy phải không? Ừ. Chị chết rồi. Mà hồi xưa con có làm vậy không? Thanh chị bậy rồi. Hồi xưa em làm vậy không đó. Mẹ con lẽ ba đứa con nè. Con biết cái gì kêu quả kìa làm được. 5 đứa đó. Ừ 5. 5 đứa là 4 đứa. Mất đi 1 đứa đó. 5 đứa mà còn không mà mẹ Liễu chỉ còn luôn đó. Thanh ơi. Bà chi bà chỉ gì? 5 đứa mẹ 5 đứa đó. Lấy cái quần. Mai nút bà lấy cái quần. Quần của chồng bà phải không? Bà này vậy nè. Bà bè sao vậy hả? Ừ. Bà còn nhậu vậy. Thấy không? Mới có sữa mà. Em bé của bà ơi. À, là tôi năm đứa con mà tôi cho người ta kép nữa đó. Đó thấy không? Kinh nghiệm lâu năm á, con chỉ vậy là chết rồi. Sao mà lại thửa vô cái áo nữa? Trời. Năm đứa con bà không biết trời. Trời ơi, con hồi đó con tính cả. Ở hồi đó tôi ủa con tính hả? Tính kìa kìa. Dạ ờ. Trong đường cắt á chú Kha. Ấy đẻ đâu quả chú tính đâu. Dạ. Hết hồn chưa? Hai đứa không thấy không có chỗ á. Tôi qua tôi cho bú ổng cho tiền hay sao nó. Đâu phải nó chú tính này đâu. Ừ. Có cứng kìa kìa. Người ta cho bú thép cho. Có cứng trong đường cắt cho tiền. Bà tôi nói thôi vỗ chỗ dư cho hỏi bà mình đang bà uống bà con tôi bú có hết đâu một cái là anh chị không có đúng được đồng theo nha đâu mà bày rồi tưởng thay cho anh chị đúng rồi không mà bé Thanh chỉ cách hay à mày ơi đưa ra cho con uống không uống mình đúng luôn chống lãng phí không cái này hay nè nhưng mà bà không uống thì bà uống luôn cái này hay nè nhưng mà không được nặng vô áo rồi dắt ra là không được mà Thanh chú Kha uống luôn đi
đi. Không có được, không có nghe lời anh nghe. Chú Kha uống luôn đi. Chú Kha uống, chú Kha cầm luôn. Cầm luôn. Có tài làm này. Thanh nãy giờ nghe bà nói câu bú thép không? Biết bú thép là gì không? Không biết đâu. Biết liệu biết không? Liệu biết không? Là... Ồ, liệu biết bú nhờ luôn kìa. Không? Ồ, hay quá. Nhà Dương á, chú mà đi chạy chạy ngang đó là có con cái cửa ngõ bông á. Là bé cướp bà bà. Bú ké á. Cho người ta bú ké á. Con ké á. Mà tôi... tôi có mình thằng đẹp thôi là anh uống liễu nè. Nó nói bú có hết đâu chú Kha. Ở với... nói là cho cô qua cho bú thép đi, trời ơi ngày nào cũng cho bú nè. Tới nay cho gạo quá ăn tôi thôi, tôi làm phước rồi, tôi không có lấy cho gạo nha. Ai hết cho bố cho. Nhưng mà bây giờ kết luận là Thanh là đúng hay sai? Bậy rồi. Thanh biết nói bậy luôn. Bậy rồi. Con bậy phải không? Con bậy rồi. Chính xác. Trời ơi. Tôi bà năm đứa con hả? Ngày nào tôi cũng đụng á. Bậy. Đừng nghe lại. Rồi, nghe con bậy rồi. Nói em nó bậy rồi đó. Bậy rồi. Ừ. Là số đi chị. Số khác là... nha, bậy rồi. Bữa nay cũng là con phải thay áo á. Có nghĩa là sữa quá nhiều. Nhiều quá. Ủa? Nhớ nghe chiều lấy cái quần Dũng nghe. Bậy ơi. Con bậy ơi. Không, Tàn Thanh nó không hiểu ý bà cô. Bậy ơi. Ý bà cô nói lấy cái quần dắt bóp bóp vậy đó rồi bậy sau ơi. Này sẽ có sữa. Cái, Thanh lắm bắt đầu thì nói là lấy đồ hút sữa. Bậy cái nghe bà nói vụ lấy áo bóp bóp cái có sữa cái nó lấy quay qua nó dắt luôn. Dạ con bậy ơi, dắt vô cái áo rồi. Cái áo mà mới dắt ra. Xin lỗi rồi. Xin lỗi rồi. Xin lỗi liệu. Bậy ơi. Bậy ơi. Chứ mà con kia được nghe lời em nha. Con bậy rồi. Nghe mẹ tôi. Chị đừng nghe lời em nghe ha, chị Liễu. Nghe lời mẹ chị kìa. Đừng nghe lời em. Em hoàn toàn bậy. Bậy quá. Nghe lời mẹ chị kìa. Chứ kêu dắt vô cái sữa giá rồi dắt ra cho nó uống là nó nớ lên, nó không biết nói chuyện luôn. Rồi còn cái vụ mà con không uống mẹ uống là có hay không? Này lấy anh nói mẹ, nói mẹ chị kìa. Nghe lời mẹ chị á. Thành này dám uống thiệt lắm mà ta. Ê, người không uống à. Sữa nó uống bình thường mà. Ừ, không có, nó nói là con không uống thì mình uống đó, là dám nó có. Mẹ không, con không uống, mẹ uống luôn. Mà bây giờ chú hỏi con nè. Đó giờ con có uống không? Mà con nuôi con Tiền mới đẻ ra đó, Tiền có bú sữa mẹ không? Không, bú sữa chai. Mà sao con biết cách thức mà con chỉ chị Liễu? Bú sữa chai. Mà sao con biết mà con chỉ chị Liễu? Hả? Sao? Ai đồn? Ai chỉ? Kêu mẹ chị kìa chỉ. Trời ơi, ta lành ghê thiệt chứ. Con với như... con là tôi vô. Ủa Dũng rồi đó, Thanh có bú con Tiệm có bú sữa mẹ không? Không, bú sữa bình không. Ở, sao kỳ vậy? Chắc là không có sữa quá. Không có sữa. Bởi vậy không lấy cái quần bóp sao có sữa được. Vậy người ta dạy người ta dắt rồi. Có bầu nữa phải không? Ông nói lấy cái quần của ông, bưa cho vợ ông phải không? Bóp cho con nhỏ con, là con. Là ông khỏi mua sữa luôn á, bú luôn á. Biết không? Thiệt luôn á. Nhớ có đứa sau là làm vậy nha. Lấy quần của ông á. Thiệt luôn á. Thấy cái năm, kinh nghiệm năm đứa con của cô mà. Năm đứa con là tôi xấu xả luôn, tôi cho người ta cũng phép luôn đó. Bởi vì trong họ tôi hết chứ bộ. Không khe, biết không? Cũng nhờ. Cũng nhờ á. À. Nhưng mà có không? Có hiểu được cái từ bú phép không? Giống như con đang có sữa nhiều phải không? Con của con bú không hết. Mà đứa bé ở hàng xóm khóc nó khát sữa. Mẹ nó không có sữa thì đem lại bú nha. Hiểu chưa? Gọi là bú thép. Hiểu chưa? Chứ nếu là thằng Dũng ké thì không có tính là bú thép nha. Dũng ké là gọi là bú ké. Bú ké. Thằng Dũng bú là đứa nào bú là con tao. Con cá. Hiểu chưa? Nói là hiểu rồi. Chú ta nói hiểu. Trời ơi, thiệt cứ nghe. Là cái thằng lớn là sữa cho bú xấu xả mà cho con ông một tính nè trong họ tôi nè là cần cho nó đúng đúng hẹn quái ta tính khác chứ không phải tính kè đâu hả tính trong đồng đồng đúng á vậy hả sao không biết luôn hả cắt động á cắt trong đồng đúng á trời hay quá biết tính kia luôn chứ đâu phải chú tính này đâu nãy giờ nghe đụng cái tên cúng cơm hoài hết không nhớ đâu có uống đâu đâu con là dòng họ tôi ở trong đó mà cái tôi không biết à trong ngoài đừng cắt động á bà con với rồi không biết à chứ đâu phải tính này đâu rồi tính này đâu mình kết thúc video tại đây nha hai đứa chào đi rồi chào hẹn ngày tái nạm tái nạm nè.